Rồi Nguyễn Vũ quên nữa, hôn lấy cái ế qua nữa khổ. Không biết đâu gặp bất ngờ sao em. Sao? Giải hạn đen rồi sao? Long bạn có bồ chưa bạn? Long ơi có bồ chưa Long? Đừng hỏi tôi nha. Ừ, tôi đang hỏi bạn đó. Hết hồn chị. Bạn có bồ chưa? Dạ chưa. Chưa nha mọi người. Còn nói chi vậy? Đừng hỏi, đau lòng. Đừng chạm đà chạm vào nỗi. Hỏi rồi chị em rao bán cho này. Đừng chạm vào nỗi đau của Long. Dạ đúng. Không, nỗi đau của em cũng giống nỗi đau của tụi chị thôi em. Chồng Minh Cảnh, mặt em bị lỗ chân lông to nên có rất nhiều mụn.